Hi, xin chào các bạn đã đến với kênh Kraken Gaming. Và hôm nay mình sẽ chơi tiếp tục từ game Unravel phần 2. Thì mình đã gọi là hoàn thành cái vòng này rồi. Thì đây là một trong những vòng mà mình đi vào vòng trong khu vườn. Thì mình sẽ tiếp tục qua bên mẹ biển, The Sea. Thì như các bạn đã biết thì game này cũng như là một những game platform, thì từ trái sang phải giải đố tương ứng mọi thứ chuyện hết. Thì các bạn đã chơi game Limbo thì cũng có thể mường tượng ra tự game chơi thế nào. Click vào cái channel của mình mà coi lại cái phần 1 mình chơi như thế nào ha. Cũng rất là vui luôn. Thì bữa giờ chơi những mấy game kinh dị đâm chém mệt mỏi rồi, giờ mình muốn gọi là thư giãn đầu óc tí tẹo. Mình chắc cũng không thư giãn đâu, tại vì chơi mấy quỷ game này cũng phải suy nghĩ giải đố từ lưa hết. Thì mình sẽ vào game luôn. Thì mỗi game nó sẽ đưa mình đi tới những cái chỗ khu vực khác nhau mà có thể là gom góp lại những chiếc của cái gì của bà già mà lúc đầu vào game á. Thì mỗi cái game mình sẽ thu thập một cái mình không biết cái đó là cái gì, mình gọi là cái đính chỉ. Mỗi lần mình cuộn len xong thì mình đính là cho nó chắc lại mà. Ok, mới vào là biết không biết đi đâu rồi. Rồi đây kiếm được cái lon, tôi sẽ dùng cái lon này để chắc lên leo lên cái ghế này. Đây đi, kéo vào đây nè, mày rảnh. Whoosh the fuck. Ok, buộc vào đây. Hình như không có rèn nè, cũng cái đó ở trên kia nè. Rồi nó mới vô đó là khó nhau rồi. Kéo bên đây. Sao nữa nhỉ? Mình sẽ đi lòng ở đây. Nói vào dây được không ta? Hình như là không. À, có một cái gì kia kìa. Tại nó bấu lên. Bộ dê lấy chiếc phôi chứ gì. Không được. Sao nhờ. Mình sẽ nhìn đây nhìn lại lên đây, nhìn lên đây lại đây. Bút vào rồi, từ đây mình có thể nhảy được. Yeah. Ủa đeo tới nhảy lại nữa. Fuck. Này khó nhảy thế à? Sao bung lụa ở đây được như vậy? Đâu, không thể nào bung lụa ở đây được. Kéo thêm dây. Không thể nào bung lụa ở đây được. Làm sao bung lụa ở đây vậy? Đấy, sắp tới rồi. Spider-Man. Đó, đâu. À, người nhện bung lụa hả? Có tí đồng hồ mới được. Ok. Bột đây đi. Không bột. Bung lụa lên đây. Với bụng ở đây để làm cái đồ nhảy lên trên kia. Đúng không? Wooshi.
Ném chết. Giờ chỉ còn chỗ đó rồi. Má khó thế. Ôm vô. Fuck. Nhảy lên. Má này không có dễ đốt mà ngồi bung lụa. Rồi nhìn nó vậy không được. Đấy. Khổ quá. Chết mẹ hết dây rồi. Đít. À, còn đường biến nè. Bung lụa lên. Ba treo cánh nhiều luôn. Yahoo. Đâu mà chết rồi. The fuck. Ok. Tới mình sắp mình phải hiểu bu dòng cái nhiều bay lên. Giống như thả diều vậy hả? Chết mẹ. Giờ làm sao điều khiển nha? Chết chết bôi dưới đây đâu vùng cuộn giấy lên. Ê địch. Phải leo lên chảnh rồi hả? Hên là còn bám được sợi dây cũng thôi. Đi lại từ đầu mệt chết mẹ luôn. Ok. Nên bung lùa với dù thôi. Bèn đi. Đấy. Ai đi dù. Ok. Nghĩ mình biết cách điều khiển nhiều con dù rồi. Đơn giản thế thôi. Vậy thì cứ quay vòng 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 vòng. Cả được cái gì thế. Ok. Nó đây là hết rồi. Bám vào vậy sao nữa nhỉ? Thì qua cái đồ bám lên nè. Chết. Đang buộc gì để mình té mình khỏi cái bị gì hết. Chết mẹ hết rồi. Tiếp đất an toàn. Mình không biết làm gì tiếp theo luôn. Đó là cái này. Để bay qua hả? Không được. Sao nữa nhờ? Đây đưa lên nếu được. Còn chị ấy. À đây. Không đâu phải dễ được thế nếu không thấy được. Rồi mình bay lộn từ lưa hết. Chết đuối nếu mình rơi xuống nước.
nhảy. Ây da, hình nếu chết. Kéo cây này xuống. Cây này làm phải vất vả vậy hả? Đó về thêm một đống len mới nữa. Cắn nó là gì vậy? Không biết tác dụng gì không? Xuống này thử không? Không còn. Vô đẻ tháo ra em nội. Nước dâng lên hơi bị nguy hiểm. Đi. Ủa? Khi ta? Mình mới làm cái gì? Nó kéo không được kìa. Như kìa, đúng rồi, kéo này để đi ở đây. Ok. Thì ta có thể bung lụa ở đây. Ý, chết tôi. Đi lên, đi lên. Không mạo hiểm. Tắt và chết liền. Giết hư. Không có băng máu. À, đẩy cái này xuống. Cái này chỉ được tới đây thôi à? Ừ. Đây cũng được bung lụa ở đây. Spider-Man yet. Mình nói được. Okay. Mình thấy một cái vật bí mật bên kia nhưng mà thôi. Lấy là lỡ chết nó không. Không vui. Chim kìa. Thôi con hải âu vậy. Không phải chim. Ok. Đi tiếp thôi. Đây, phải dùng con cua ở đây mới được. Không sao. Đi, biến. Nó dùng cua bằng con nghêu à? Ăn đi. Ăn đi cua. Ồ, tưởng cô thích ăn nghêu mà có gì động đậy nước nó mới chạy xuống rồi. Phải cái cua. Được. Ok, dĩ nhiên là vào đó là nó cạp lên liền, chặt không được. Tôi lấy nhá. Được. Đấy, cua bật dài. Thử nghe nào. Ây da. Ê, cua vậy quá không rồi. À, có cái con sò này. Bị cua này thích ăn sò. Anh mang sò để cho em luôn. Sò nghiêu sò gì lửa vậy nè. Oh my sò. Đây. Cua thích sò lông sò huyết nè. Anh mang sò đến cho cua ngay. Đấy, ăn đi, con đĩ. Nè. Má cua thích ăn nghêu à. Mới biết. Thì game này mình đã học được thêm được điều thú vị.
cái gì đây? Gia đình này đã từng hỏi đây. Rồi nước rút xuống rồi là đi luôn. Không biết cái gì dưới. Go. Nhanh nhanh. Phải lùa khi cái này nó gì nhỉ, leo đường chết con mẹ không được. Đánh chết à, cũng như mình leo đường chết con mẹ luôn. Đẩy cái này xuống. Không được hả? Vậy ta? Yeah. Được rồi đó. Nhiệm vụ của em đã xong. Đang game mà gọi giết cái gì không biết. Hả? À, không có... cái gì đây à? Mình phải làm cái gì đó? Một dây đây trước đi, tính gì tính. Phải đẩy đây. Cái mang cục đó lên. Ôi dạ rồi. Đẩy cục đó bay luôn. Mẹ bị lắm à. Bắt như là tút bay luôn à. Nó lo. Con này nó chỉ thở được trong nước khoảng 2 giây thôi. Không sao. Vậy khúc kia bay luôn. Mất thời gian tí nữa. Ném chết. Đang ngáp ngáp rồi đó. Ha.
mặt nước biển. Ai chở lên bán ngoài đường vậy trời. Qua thêm một nước nữa. Tí thì nó cũng nối đây đây. Ok, rồi giải quyết hết. Bị kẹt ở đây. Aha, mắc được mày. Đi đi. Đi chết 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 chết. Quá mày muốn chết. Mày chết vì cái tội ngu. Bị này thở không có được. Gì ở đây? Vòng nó rất là dài luôn nha. À, mẹ. Lấy cũng lên. Đi qua đây. Nhanh gọn luôn. Không gì phức tạp. Spider-Man. Woo! Chết mẹ. Spider-Man là sợ cua. Chết cua, chết cua. Phải nhốt cái lũ này xuống trước mới được. Mấy vì tìm cách nhảy qua thì phải nhốt cái này xuống. Còn nhảy đi coi xuống không? Xuống. Hỏi đi Diệm. Later. Ok, mình phải reset lại. Nhảy tiếp. Đi cua. Ngươi chưa đủ. Không. Wushi. Ha ha.
hand là cũng vậy được. Chui vô. It... À, không chui được. Rõ ràng cái lỗ nó nhỏ. Chui vô được mà. Là rất rối thêm. Ok, hãy buộc vô đây đi. Như là phải quấn vòng vòng cái cuộn này. Ok. Thích thì chiều. Đủ chưa nhỉ? Ok. Mở cửa rồi. Quấn vào. Chú vô. À, vẫn chưa được. Lỡ thêm cái vòng nữa. Ok, hết len rồi nha. Em vô. Ok, một lần nữa. Đã ấm nhất luôn rồi. Kìa. Cắt vậy. Ừ, còn miếng nữa. 4-5 vòng mới được hả? Kìa, hết rồi. Thế là cửa để mở nhà. Thôi mà, mở đi. Ok, vô. Fuck. Không chịu nhảy vô. Như hết liền rồi. Ok. Cái lồn. Đấy. Đã đời. Địt đen đu. Vô. Buộc dây vào thịt dây. Buộc thêm đây nữa. Cái này là cái motor. Phải cầm giật ra mà. Giật ra nè. Sự gì mẹ nó rồi. Này luôn đi. Đấy. Go 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 go. Chắc là ra biển chơi. Chiến phiêu lưu rất là dài thằng lòn luôn. À, theo mô hình con cá. Lần đầu tiên thì mình lấy được cái bông hoa. Thì thứ hai mình lấy được con cá. Thì mình nghĩ mình đã xong phần 2 này. Chúng mình nói khoảng một vòng thì mình tiêu tốn khoảng hai mấy phút. Từ 25 phút trở xuống. Chứ cho là nửa tiếng đi. Thì mình cũng không biết nó bao nhiêu vòng. Thì đây chắc là xong phần 2. Okay.
thì mỗi lần lấy được xong sẽ có những hình ảnh hay là những ký ức về hồi đó hay gì đó. Mình cũng chưa rõ cái nội dung lắm, chỉ có biết là vậy thôi. Xong để sự phá phù. Thì cái nhiều nãy mình chơi đầu tiên nè, thì đó nó sẽ gọi là những cái ký ức này hồi nãy giờ, chắc chắn sẽ cả mấy con cua thôi. Rong biển đây, cái tàu mà hồi nãy mình nhờ dùng với một con cá nữa, thì mấy nay mình chưa có. Ok, thì mình đã xong cái phần 2 của game Unravel. Thì cảm ơn các bạn đã xem và hy vọng gặp lại các bạn ở phần 3 ha. Chào các bạn.